Xin chào quý vị và các bạn. Tối qua 15 tháng 4, nhiều quận huyện tại thành phố Hồ Chí Minh đã xuất hiện mưa dông diện rộng. Đây là cơn mưa trái mùa sau nhiều ngày nắng nóng với cường độ khá lớn. Một số nơi có lượng mưa từ 10 cho đến 20 mm là cơn mưa to nhất từ đầu năm đến nay, đã giúp không khí chuyển mát mẻ, dễ chịu. Không chỉ thành phố Hồ Chí Minh mà đêm qua và sáng nay 16 tháng 4, mưa rào và dông cũng đã xuất hiện trên diện rộng ở Nam Bộ. Cục bộ nhiều điểm đã có mưa to. Lượng mưa tính từ 19 giờ tối qua đến 8 giờ sáng nay tại Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh đo được là 95,4 mm, Xuân Tô An Giang 106,8 mm, Mỹ Lâm Kiên Giang 134,6 mm. Mưa xuất hiện trên diện rộng là do lúc này khu vực Nam Bộ đang chịu tác động của một rãnh áp thấp xích đạo hoạt động yếu, nên dự báo trong chiều và tối nay, ngày 16 tháng 4, cả hai khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ tiếp tục mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10 cho đến 30 mm, có nơi trên 50 mm. Trong mưa dông, quý vị cần đề phòng có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ở một số nơi, mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Nằm trong xu thế thời tiết của khu vực, vì vậy chiều nay thành phố Hồ Chí Minh cần đề phòng với mưa dông tái diễn, cục bộ có điểm mưa to đi kèm với dông sét và gió giật mạnh. Còn trưa chiều trời vẫn rất oi bức, với mức nhiệt cao từ 33 cho đến 34 độ. Tối và đêm nhiệt giảm, trời mát mẻ, trở với mức nhiệt từ 24 cho đến 25 độ. Trở ra với miền Trung, thành phố biển Đà Nẵng hôm nay mưa giảm nhanh, thời tiết quay trở lại trạng thái tạnh giáo và có nắng nhẹ. Mức nhiệt ngày đêm hôm nay ở ngưỡng vừa phải, chỉ khoảng 25 cho đến 31 độ nên rất dễ chịu. Trở ra với phía Bắc, thủ đô Hà Nội sáng nay đã có nắng nhẹ và dự báo nắng sẽ còn duy trì đến chiều. Nhờ có nắng, mây mù những ngày qua đã giảm dần, nồm ẩm chấm dứt. Trời nóng dần lên với mức nhiệt ngày đêm tăng nhẹ lên mức từ 23 đến 29 độ. Dự báo là chu trình tăng nhiệt còn duy trì trong những ngày tới, quý vị sẽ cảm thấy nóng rõ hơn. Khép lại bản tin sẽ là dự báo chi tiết nhiệt độ các thành phố trong chiều và tối nay. Xin chào và hẹn gặp lại.